Ông Võ Văn Thưởng thôi chức chủ tịch nước. Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban chấp hành Trung ương thống nhất tại hội nghị bất thường chiều ngày 20 tháng 3, sau khi xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng. Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng phát ngay sau cuộc họp cho biết Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Đây là hội nghị bất thường lần thứ 6 của ban chấp hành trung ương kể từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Hơn một năm trước, ngày 2 tháng 3 năm 2023, ông Võ Văn Thưởng lúc đó là ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư, được quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Nguyễn Xuân Phúc xin thôi nhiệm vụ.